6 dấu hiệu cho thấy bạn rất quan trọng và giá trị với anh ấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Bạn có đang ở trong một mối quan hệ nhưng tự hỏi, làm sao để có thể nhận biết được mình quan trọng và giá trị đối với đối phương? Bởi vì khi ở lâu trong một mối quan hệ, người ta thường xem sự có mặt của nhau là điều hiển nhiên và không còn cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho mình. Có những người đàn ông ngày ngày vẫn nói lời yêu thương, nhưng sau lưng lại có thêm nhiều mối quan hệ khác. Cũng có những người không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng lại thật sự yêu thương và trân trọng chúng ta. Vậy thì dấu hiệu gì để có thể nhận biết được mình thực sự quan trọng và giá trị với anh ấy? Ai sống trên đời cũng mong muốn tìm được một người đồng hành thực sự yêu thương và trân trọng mình. Nhưng làm thế nào để nhận biết tình cảm chân thành ấy giữa những bộn bề lo toan và những biểu hiện đôi khi có vẻ không rõ ràng? Tình yêu không chỉ là những món quà đắt tiền hay những lời nói hoa mỹ. Thực ra, tình yêu đích thực được thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt hàng ngày, qua cách người ấy quan tâm và đối xử với bạn trong những giai đoạn khó khăn và thử thách. Đó là khi bạn nhận ra rằng tình yêu không chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn hiện diện trong những giây phút đời thường, khi anh ấy lắng nghe bạn, thấu hiểu và chia sẻ cùng bạn những niềm vui nỗi buồn. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 dấu hiệu giúp bạn nhận ra giá trị của mình trong mắt anh ấy. Những dấu hiệu này không chỉ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn trong mối quan hệ, mà còn giúp bạn thêm phần tự tin và mạnh mẽ. Bởi lẽ, khi chúng ta biết mình được yêu thương và trân trọng, chúng ta sẽ có thêm động lực để yêu thương và trân trọng bản thân mình và người ấy hơn. Tình yêu rất mong manh và cũng khó nắm bắt. Trong chúng ta, có lẽ ai cũng từng một lần trải qua những tổn thương, vấp ngã trong tình yêu. Hoặc cũng có người chưa từng thực sự được yêu thương, nhưng khao khát chung của chúng ta là tìm được một người bạn đời lý tưởng, chung thủy và yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng cũng hãy nhớ rằng, để được yêu thương, bạn phải là người xứng đáng được yêu. Không ngừng nâng cấp bản thân mình mỗi ngày, biến mình thành một người phụ nữ dịu dàng, tự trọng và có giá trị cao. Mây tầng nào gặp mây tầng ấy, khi bạn nuôi dưỡng bản thân thành một người đức hạnh, khí chất, khi ấy người đàn ông đến với bạn cũng sẽ là người đàn ông chất lượng, luôn tôn trọng, tự hào và dành tình yêu chân thành cho bạn. Bởi lẽ, chúng ta không thể đòi hỏi những điều tốt đẹp. Trong khi bản thân đầy khuyết điểm không thể chấp nhận được như lăng nhăng, nói dối, lười biếng, không có tự trọng, bỏ bê ngoại hình, không trau dồi cho tri thức. Đừng bao giờ quên rằng, muốn trở nên giá trị trong mắt ai đó, bản thân chúng ta phải là một người thực sự giá trị. Sau đây chúng ta cùng đi sâu hơn vào 6 dấu hiệu cho thấy bạn rất quan trọng và giá trị với đàn ông. Một, anh ấy cố gắng hiểu và đồng cảm với cảm xúc của bạn. Một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ luôn đặt bạn ở vị trí ưu tiên trong cuộc sống của anh ấy. Sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn, cố gắng hiểu những gì bạn đang trải qua và đồng cảm với cảm nhận của bạn. Họ sẵn sàng lắng nghe bạn dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù lúc bạn vui vẻ hạnh phúc hay những khi bạn mệt mỏi áp lực. Hãy tưởng tượng bạn trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Bạn cảm thấy mệt mỏi, bực bội và dường như mọi thứ đều trở nên khó chịu hơn. Trong lúc này, người đàn ông yêu thương bạn thật sự sẽ không chỉ hỏi qua loa, hôm nay em thế nào, rồi sau đó dán mắt vào TV hay bận bịu với trận game giang dở, mà anh ấy sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong giọng nói, nét mặt và cử chỉ của bạn. Anh ấy sẽ lắng nghe bạn, không chỉ bằng đôi tai mà bằng cả sự thấu hiểu, bao dung. Nếu bạn kể cho anh ấy nghe về một sự việc khiến bạn buồn bã hay thất vọng, thay vì đưa ra những lời khuyên sáo rỗng như thôi đừng nghĩ nhiều nữa, hay thay đổi chủ đề, anh ấy sẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe từng lời bạn nói, thể hiện sự quan tâm và chia sẻ với bạn. Anh ấy có thể nói những câu như, anh hiểu mà, điều đó thật sự khó khăn với em, hay, anh ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe em. Hay thậm chí là tìm cách để giải quyết vấn đề đó cho bạn. Không chỉ dừng lại ở lời nói, anh ấy còn hành động để thể hiện sự đồng cảm của mình. Khi bạn buồn, anh ấy có thể nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng, tạo cho bạn cảm giác an toàn và yên bình. Hoặc khi bạn tức giận,
anh ấy sẽ kiên nhẫn chờ bạn bình tĩnh lại. Không phán xét hay trách móc, mà luôn sẵn sàng để bạn bộc lộ cảm xúc thật của mình. Vào những ngày bạn cảm thấy chán nản hoặc lo lắng về công việc hay cuộc sống, anh ấy sẽ cố gắng tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những cảm xúc đó. Anh ấy sẽ đặt câu hỏi để bạn có thể chia sẻ nhiều hơn, giúp bạn cảm thấy rằng mình không phải đối diện với những khó khăn một mình. Chẳng hạn, anh ấy có thể hỏi, có điều gì cụ thể khiến em lo lắng không? Anh có thể giúp gì cho em không? Những câu hỏi này không chỉ giúp anh ấy hiểu rõ tình hình, mà còn cho thấy anh ấy thực sự quan tâm đến cảm xúc và trạng thái tinh thần của bạn. Khi anh ấy cố gắng hiểu và đồng cảm với cảm xúc của bạn, anh ấy không chỉ đứng bên ngoài để quan sát, mà còn đặt mình vào vị trí của bạn. Cảm nhận những gì bạn đang trải qua, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất, cho thấy anh ấy coi trọng và yêu thương bạn thật sự. Có thể một vài người phụ nữ sẽ cảm thấy, những người đàn ông như vậy hầu như không tồn tại. Nhưng nếu bạn thực sự yêu thương một ai đó, bạn sẽ luôn muốn làm mọi thứ vì họ. Và nếu bạn gặp được người đàn ông cũng dành toàn bộ tình cảm của họ cho bạn, thì những việc này cũng chỉ là những điều cơ bản trong tình yêu. Quan trọng là bạn phải có những hành xử đúng đắn và biết cách dẫn dắt người đàn ông xây dựng tình yêu vững chắc với mình, chứ không vội vã, dễ dãi để rồi nhận được một cuộc tình vội đến vội đi. Hai, anh ấy tôn trọng ranh giới của bạn. Tôn trọng ranh giới của nhau là nền tảng vững chắc cho bất kỳ mối quan hệ lành mạnh nào. Khi một người đàn ông thực sự yêu thương và coi trọng bạn, anh ấy sẽ không bao giờ vượt qua những ranh giới mà bạn đã đặt ra. Như tôn trọng thời gian riêng tư của bạn, dù có yêu nhau bao lâu đi chăng nữa, mỗi người đều cần có không gian và thời gian riêng của bản thân mình. Như việc bạn cần có thời gian để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, hoặc để theo đuổi sở thích cá nhân như đi học thêm một lớp về nấu ăn, học nhảy, hội họa. Nếu anh ấy thực sự yêu thương, bạn sẽ hiểu và tôn trọng nhu cầu này, chứ không áp đặt bạn phải dành toàn bộ thời gian cho anh ta. Bắt bạn từ bỏ sở thích, thói quen, anh ấy cũng luôn tôn trọng các quyết định cá nhân của bạn, như việc lựa chọn công việc, bạn bè, đến cách sống và quản lý thời gian của bạn, chứ không kiểm soát hay ép buộc bạn theo ý mình, như cấm bạn chơi với những người bạn mà anh ta không thích, hay bắt bạn từ bỏ công việc chỉ vì anh ta ghen tuông vô cớ. Đây không phải là tình yêu mà là sự gia trưởng, kiểm soát. Ngoài ra, một người đàn ông thực sự yêu bạn, cũng luôn tôn trọng ranh giới về mặt tình cảm và thể chất của bạn. Nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng cho một bước tiến trong mối quan hệ, anh ấy sẽ kiên nhẫn chờ đợi mà không thúc ép hay tạo áp lực. Ví dụ, nếu bạn chưa sẵn sàng để gần gũi về thể xác, anh ấy sẽ không cố gắng ép buộc, dụ dỗ hay giận dỗi rời đi, chỉ vì nhu cầu sinh lý của bản thân, mà sẽ kiên nhẫn chờ cho đến khi bạn sẵn sàng, vì nếu anh ta trách móc giận dỗi khi bạn không chiều theo ý anh ta, chứng tỏ anh ta không yêu bạn, mà chỉ đến với bạn để đưa bạn lên giường, và sau khi đã đạt được mục đích, anh ta sẽ quất ngựa truy phong. Hay khi bạn chưa sẵn sàng giới thiệu anh ấy với gia đình hay bạn bè, anh ấy sẽ tôn trọng quyết định của bạn và chờ đến khi bạn cảm thấy thoải mái. Hay khi cả hai bất đồng suy nghĩ về một vấn đề nào đó, thay vì la lối, khăng khăng rằng bạn sai và bắt buộc phải nghe theo anh ta, thì anh ấy sẽ kiên nhẫn lắng nghe ý kiến và quan điểm của bạn. Một người đàn ông thực sự tôn trọng bạn, cũng sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của bạn bằng cách đọc lén tin nhắn, kiểm tra điện thoại hay yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu tài khoản cá nhân. Anh ấy sẽ tin tưởng bạn và không cảm thấy cần thiết phải kiểm soát hay theo dõi bạn. Khi bạn thấy rằng anh ấy luôn tôn trọng ranh giới của bạn, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh ấy thực sự coi trọng và yêu thương bạn. 3. Anh ấy đầu tư vào mối quan hệ. Một mối quan hệ bền vững đòi hỏi cả hai bên phải đầu tư không chỉ về thời gian mà còn về cảm xúc, sự quan tâm và thậm chí là tài chính. Khi anh ấy không ngại đầu tư vào mối quan hệ, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh ấy thực sự coi trọng và yêu thương bạn. Anh ấy sẵn sàng hy sinh và dành những gì tốt nhất cho mối quan hệ của cả hai. Đầu tiên và dễ nhận biết nhất là anh ấy luôn dành thời gian cho bạn. Bạn là ưu tiên số một của anh ấy. Anh ấy luôn có mặt khi bạn cần, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần có khả năng, anh ấy sẽ không chần chừ đến bên bạn. Chỉ khi yêu, người ta mới không màng tất cả, mà cố gắng dành hết những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Anh ấy sẽ lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò đặc biệt, những chuyến du lịch ngắn ngày,
hoặc thậm chí chỉ là những buổi tối yên bình ở nhà cùng nhau. Thay vì đi chơi với bạn bè, anh ấy sẽ chọn dành thời gian bên bạn, nấu ăn cùng bạn, xem phim hay đơn giản là trò chuyện để hiểu nhau hơn. Anh ấy sẽ không ngại bộc lộ những suy nghĩ, lo lắng và ước mơ của mình, đồng thời tạo điều kiện để bạn cũng có thể làm điều tương tự. Tình yêu đích thực là khi cả hai có thể thoải mái chia sẻ những điều thầm kín của bản thân. Con người ta càng trưởng thành, càng khó mở lòng, chỉ khi thực sự gặp được người làm chúng ta cảm thấy an toàn thì mới sẵn sàng chia sẻ bản thân. Và nếu bạn nhận thấy, người đàn ông của bạn không ngần ngại tâm sự với bạn về ước mơ, về quá khứ và tương lai của họ, thì đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn thực sự rất quan trọng với anh ấy. Anh ấy cảm thấy tin tưởng khi ở cạnh bạn. Ngoài ra, dấu hiệu quan trọng nhất khi đàn ông thực sự yêu thương một ai đó là họ luôn sẵn sàng đầu tư tài chính vào cô gái ấy. Người ta nói rằng tâm đàn ông ở đâu thì tiền anh ta đặt ở đó, điều này cũng có phần đúng. Mặc dù tình yêu không nên đo bằng tiền bạc, nhưng sự sẵn lòng đầu tư tài chính cho mối quan hệ cũng là một dấu hiệu quan trọng. Bởi vì bản năng của đàn ông là chu cấp, bảo vệ. Điều này làm đàn ông cảm thấy họ thực sự mạnh mẽ, nam tính khi đi cạnh người phụ nữ họ yêu. Vậy nên bạn hãy thử quan sát xung quanh xem, những người phụ nữ quá mạnh mẽ độc lập thường làm đàn ông ái ngại. Như khi đi hẹn hò thì chia tiền, đi du lịch thì cô ấy lo chu toàn mọi thứ từ đặt phòng, chọn nhà hàng, chi trả phần lớn chi phí. Những người phụ nữ này thường là những người ít được đàn ông trân trọng, mà đa phần thường bị lợi dụng tình cảm hay gặp những anh chàng đào mỏ, vô dụng. Bởi lẽ, đàn ông là những người có tự trọng cao và tính nam là yếu tố quan trọng quyết định việc hình thành tình yêu với người phụ nữ. Những người phụ nữ càng biết cách dịu dàng, nữ tính, biết cách làm đàn ông tôn lên cái bản năng anh hùng bên trong, càng khiến anh ta yêu say đắm. Nhiều người phụ nữ cứ nghĩ rằng nếu họ hiểu chuyện, chia sẻ tài chính với đàn ông, hy sinh nhiều thứ cho anh ta, sẽ làm anh ta yêu mình hơn, nhưng sự thật thì thường ngược lại. Đàn ông nếu thực sự yêu thương bạn, anh ấy sẽ luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho bạn, như mua tặng bạn những món quà bạn thích, đưa bạn đi du lịch, dắt bạn ăn ở những nơi lãng mạn. Hãy nhớ rằng, đàn ông chỉ tiếc tiền và tính toán với người anh ta không yêu. Khi đàn ông không ngại đầu tư vào mối quan hệ của cả hai, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy anh ấy thực sự coi trọng và yêu thương bạn. Bốn, anh ấy không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sẽ luôn có những thời điểm khó khăn và thử thách. Một người đàn ông thực sự yêu thương và trân trọng bạn sẽ không bỏ chạy khi đối mặt với những khó khăn, mà thay vào đó, anh ấy sẽ đứng vững bên bạn, cùng bạn vượt qua mọi thử thách. Bất đồng quan điểm là điều không thể tránh khỏi trong mọi mối quan hệ. Khi có mâu thuẫn, anh ấy sẽ không tránh né hay cố gắng lờ đi vấn đề. Thay vào đó, anh ấy sẽ chủ động thảo luận và tìm cách giải quyết một cách hòa bình. Ví dụ, nếu hai bạn cãi nhau về một vấn đề nào đó, anh ấy sẽ nói, anh không muốn chúng ta tranh cãi, hãy cùng ngồi lại và tìm hiểu xem chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề này. Người đàn ông không yêu bạn, sẽ bỏ mặc bạn với những cảm xúc ngổn ngang. Với tủi thân, ấm ức và thất vọng, anh ta cũng chẳng thèm xin lỗi hay cố gắng làm lành với bạn, mà người chủ động kết nối luôn là bạn. Có những người phụ nữ luôn cảm thấy cô đơn trong một cuộc tình, luôn nhận được sự lạnh lùng vô tâm từ người đàn ông, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, rồi cho rằng đàn ông tốt trên đời không tồn tại. Cho rằng không may gặp phải người vô tâm thì khổ cả đời. Hãy nhớ rằng, đàn ông chỉ vô tâm với người anh ta không yêu. Chẳng qua là tâm của anh ta không đặt nơi bạn. Vậy thì lý do gì, cuộc đời là của bạn, nhưng bạn lại chấp nhận việc mình phải khổ cả đời vì một người không hướng về bạn. Sao không quay về yêu thương bản thân mình hơn? Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, mà luôn đầy rẫy những thử thách, từ vấn đề công việc, tài chính cho đến sức khỏe. Một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn ở bên bạn trong những thời khắc khó khăn nhất. Khi bạn mất việc, anh ấy sẽ động viên và giúp bạn tìm cơ hội mới. Nếu bạn bị bệnh, anh ấy sẽ chăm sóc, đưa bạn đi khám và ở bên cạnh bạn cho đến khi bạn khỏe lại. Chứ không phải bỏ mặc bạn tự bắt xe đến bệnh viện, tự nấu cháo, tự mua thuốc. Nếu có người yêu hay có chồng, nhưng bạn phải tự mình làm những việc đó, vậy thì vai trò của họ trong cuộc đời bạn có ý nghĩa gì? Hay khi cả hai đối diện với những vấn đề phát sinh từ gia đình nội ngoại hai bên? Một người đàn ông bản lĩnh và thực sự yêu thương bạn sẽ luôn cố gắng bảo vệ mối quan hệ của hai người, bởi vì anh ấy hiểu rằng
người sống với anh ấy cả đời là bạn, chứ không phải gia đình cả hai. Hay khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi về tinh thần, anh ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn. Khi đối mặt với khó khăn trong mối quan hệ, cách anh ấy phản ứng và hành động thực tế là thước đo rõ ràng nhất cho tình yêu và sự cam kết của anh ấy đối với bạn. Một người đàn ông yêu thương thật lòng sẽ luôn tìm cách ở bên và hỗ trợ bạn trong mọi tình huống, bất kể khó khăn đến đâu. Khi người đàn ông của bạn có những hành động này, chứng tỏ bạn đã chọn đúng người trân trọng và dành tình yêu chân thành cho bạn. Và hãy biết trân trọng người đàn ông đó. Năm, anh ấy nhìn thấy và tin vào những điều tốt đẹp ở bạn. Làm thế nào bạn có thể biết rằng anh ấy yêu bạn? Đó là khi anh ấy khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Một dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn thực sự quan trọng và có giá trị với anh ấy là khi anh ấy luôn nhìn thấy và trân trọng những điều tốt đẹp ở bạn, ngay cả trong những lúc bạn cảm thấy bất an hoặc thiếu tự tin. Một người đàn ông nếu thực sự yêu một người phụ nữ thì không bao giờ buông lời miệt thị hay coi nhẹ giá trị của người đó. Mà anh ấy sẽ là người động viên, nâng đỡ bạn, giúp bạn nhận ra những điều tốt đẹp của bản thân bạn. Ví dụ khi bạn luôn tự ti về chiều cao của mình, anh ấy sẽ động viên và cho bạn hiểu rằng những người nhỏ bé như bạn lại đáng yêu, làm đàn ông muốn che chở. Ngoài ra tính cách bạn lại dịu dàng, dễ mến, một người yêu thương ta sẽ không làm cho ta cảm thấy tệ về bản thân. Anh ấy sẽ không làm cho chúng ta cảm thấy bản thân không quan trọng. Hay khi bạn cảm thấy thất bại, anh ấy sẽ không trách móc hay làm bạn thêm áp lực, mà thay vào đó, anh ấy sẽ động viên và giúp bạn đứng dậy. Anh ấy sẽ là người luôn tin tưởng vào khả năng của bạn và khuyến khích bạn đón nhận thử thách. Chẳng hạn, nếu bạn đang cân nhắc việc thăng chức hoặc chuyển đổi công việc, anh ấy sẽ nói, anh tin rằng em hoàn toàn có thể làm được. Em có đủ khả năng và kinh nghiệm để thành công. Hãy tự tin và thử sức mình. Ngoài ra, một người đàn ông thực sự yêu thương bạn sẽ luôn ủng hộ bạn theo đuổi đam mê và ước mơ của mình. Anh ấy sẽ không ngăn cản bạn, mà ngược lại, sẽ tìm cách giúp bạn đạt được những mục tiêu đó. Anh ấy cũng sẽ ủng hộ những quyết định cá nhân của bạn, ngay khi đó là điều anh ấy không muốn. Ví dụ như việc bạn muốn đi xa để học một khóa học ngắn ngày nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức. Có thể mất vài tuần đến vài tháng, nhưng nếu tin tưởng bạn, anh ấy sẽ ủng hộ quyết định của bạn, chứ không phải ích kỷ muốn ngăn cản bạn phát triển tốt hơn. Một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ luôn thấy và trân trọng những điều tốt đẹp ở bạn, ngay cả khi bạn không thể tự nhìn thấy, và đặc biệt luôn muốn bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Anh ấy không chỉ là người bạn đời, mà còn là người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng giúp bạn nhận ra và phát triển tiềm năng của mình. Nếu người đàn ông của bạn có những biểu hiện này, thì xin chúc mừng vì bạn đã tìm được đúng người đàn ông yêu bạn thật lòng. 6. Anh ấy đặt sự tôn trọng dành cho bạn lên hàng đầu. Tôn trọng và yêu thương đi đôi với nhau. Sự tôn trọng có thể không phải là dấu hiệu rõ ràng của một tình yêu lãng mạn, nhưng nó là điều bắt buộc trong một mối quan hệ yêu đương. Một dấu hiệu quan trọng nữa cho thấy bạn thực sự có giá trị và quan trọng với anh ấy là khi sự tôn trọng của anh ấy dành cho bạn luôn đứng đầu. Nghĩa là anh ấy luôn coi trọng cảm xúc, ý kiến và mong muốn của bạn. Niềm vui của bạn trở thành ưu tiên hàng đầu của anh ấy và nỗ lực hết mình để chắc chắn rằng bạn cảm thấy được yêu thương, có giá trị và hài lòng. Hạnh phúc của bạn cũng là hạnh phúc của chàng. Khi bạn đưa ra một quyết định cá nhân, đối phương sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định đó, ngay cả khi anh ấy có thể không hoàn toàn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn quyết định thay đổi công việc để theo đuổi đam mê của mình, anh ấy sẽ không chỉ tôn trọng quyết định đó mà còn giúp bạn chuẩn bị và hỗ trợ bạn trong quá trình thay đổi. Anh ấy có thể nói, anh biết đây là một quyết định lớn và khó khăn, nhưng anh tin rằng em biết điều gì là tốt nhất cho mình. Anh sẽ luôn ở bên và ủng hộ em. Trong mọi cuộc trò chuyện, chàng luôn lắng nghe ý kiến của bạn và coi trọng những gì bạn nói. Anh ấy không ngắt lời bạn hay coi nhẹ ý kiến của bạn. Chẳng hạn, khi bạn thảo luận về một vấn đề gia đình, anh chàng cũng sẽ chú ý lắng nghe và thảo luận cùng bạn, thay vì áp đặt ý kiến cá nhân của anh ấy lên bạn. Dù là ở nhà, trong công việc hay ngoài xã hội, anh chàng luôn tôn trọng bạn và không bao giờ làm bạn cảm thấy xấu hổ hay bị coi thường. Chẳng hạn, khi đi dự tiệc cùng nhau, chàng sẽ giới thiệu bạn với bạn bè và đồng nghiệp của anh ấy với sự tự hào và tôn trọng. Chàng cũng sẽ luôn tôn trọng cảm xúc, thời gian, các mối quan hệ, mục tiêu và ước mơ của bạn.
chứ không ra trường, áp đặt bắt bạn phải từ bỏ mọi thứ để vừa vặn với mong muốn của anh ta. Như từ bỏ các mối quan hệ anh ta không thích, hay bắt bạn từ bỏ ước mơ trong công việc để lui về chăm sóc gia đình. Bởi khi thực sự yêu thương một ai đó, chúng ta chỉ muốn họ được hạnh phúc với những mong muốn của họ, và đàn ông cũng vậy. Khi bạn thực sự quan trọng và có giá trị với đối phương, anh ấy cũng tin rằng những quyết định của bạn sẽ khiến bạn hạnh phúc, và từ đó cũng làm anh ấy hạnh phúc. Khi đàn ông luôn đặt sự tôn trọng dành cho bạn lên hàng đầu, bạn sẽ cảm thấy mình được đánh giá cao, được yêu thương và trân trọng, và khi ấy, hãy tin rằng bạn đã thật sự chọn đúng người dành tình yêu chân thành cho bạn. Vừa rồi là 6 dấu hiệu cho thấy bạn rất quan trọng và giá trị với đối phương. Những dấu hiệu này không chỉ giúp bạn nhận biết giá trị của mình trong mắt anh ấy, mà còn giúp bạn hiểu rằng một mối quan hệ thực sự tốt đẹp là khi cả hai đều nỗ lực để thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành cùng nhau qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Hãy nhớ rằng, tình yêu không chỉ là những món quà xa xỉ hay những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự tôn trọng, sự thấu hiểu và sự hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn nhận thấy những dấu hiệu tích cực này trong mối quan hệ của mình, hãy trân trọng và nuôi dưỡng nó, vì bạn đang có một người đàn ông thật sự đáng quý bên cạnh. Chúc bạn luôn hạnh phúc với tình yêu của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn nhận ra giá trị thực sự của mình và của mối quan hệ mà mình đang có. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!